Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của Đồ. Đây, hiện tại mình đang làm một bộ chạy hai cảm biến của Hàn Quốc và hệ thống Tamer. Hệ thống này chạy cho một nhà lấm. Đây, hệ thống toàn bộ tự động hết. Theo nền nhiệt hết. Đây mình cài đặt các nền nhiệt. Đây là toàn bộ là cảm biến hai ngõ ra và đều có hai chế độ tự động và bằng tay hết. Đó. Đây là mình đang cài đặt timer. Vừa chạy theo nền nhiệt các bạn nhé. Khi nền nhiệt nóng thì timer bắt đầu chạy và nó điều khiển cho đóng gắt cho các cái thiết bị đầu cuối. Cái này nó bạn nào muốn làm chạy gà hoặc chạy lợn hoặc là làm chạy lấm đều ok, chạy thỏ cũng được. Đó, chào anh em nhé, cảm ơn anh em quay lại với channel rồi.